Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng nay ngày 11 tháng 9, nước lũ trên sông Hồng đoạn qua địa bàn Hà Nội đã vượt mức báo động 2 và nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư nằm ngoài đê trên địa bàn các quận nội thành như Ba Đình, Hoàng Kiếm, Tây Hồ. Ở những khu dân cư sát bờ sông, hiện nước đã dâng cao hơn 1 mét và hầu hết các hộ dân đều đã được chính quyền địa phương sơ tán tới nơi an toàn. Những khu vực cao hơn sát với đường đê Hồng Hà, trong đó có chợ Long Biên, chợ đầu mối lớn nhất của Hà Nội, nước lũ cũng đã gây ngập với độ sâu 30-50cm, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân nơi đây. Đặc biệt, phía sau chợ Long Biên ở khu vực kinh doanh thủy hải sản, nước lũ bắt đầu ảnh hưởng khiến cho một số hộ dân phải tạm dừng kinh doanh. Nhiều người dân địa phương lo ngại cho biết, với mức nước lũ dâng cao hiện tại trên sông Hồng khoảng 10cm một giờ thì chỉ chiều nay, nước lũ có nguy cơ cao tràn vào chợ Long Biên và có thể lên tới đường đê Hồng Hà. Theo thông tin cảnh báo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay mực nước lũ trên sông Hồng qua Hà Nội vẫn đang lên nhanh, đã vượt qua báo động 2 từ đêm qua. Số liệu mực nước sông Hồng tại Hà Nội vào lúc 5 giờ ngày 11 tháng 9 vượt báo động 2 là 0,26m và cập nhật vào lúc 6 giờ đã tăng lên mức 0,28m. Cập nhật đến 8 giờ, mức nước sông Hồng tại Long Biên, Hà Nội đã vượt báo động 2 là 0,42m. Khi mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên nhanh thì từ đêm qua ngày 10 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Lào Cai và Yên Bái đã bắt đầu xuống liên tục cho đến sáng nay. Riêng mực nước sông Hồng qua Phú Thọ, đoạn này gọi là sông Thao, vẫn đứng yên. Không riêng sông Hồng, hiện hạ nguồn sông đáy cũng đang lên. Từ hôm qua đến hôm nay, Hà Nội và miền Bắc vẫn mưa không ngớt. Lượng mây ẩm do hoàn lưu bão số 3 tạo ra vẫn còn rất lớn. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa gió ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 15 hoặc ngày 16 tháng 9. Sáng sớm ngày 11 tháng 9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có thông tin cảnh báo lũ trên sông Hồng ở Hà Nội đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt rộng hơn. Cụ thể, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã tăng nhanh. Vào lúc 0 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước sông đạt 10,54m, vượt báo động 2 là 0,04m. Dự báo, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng lên trong ngày hôm nay, duy trì mức nước từ 13 giờ đến 19 giờ vượt báo động 2 từ 0,1m đến 0,25m. Các tuyến đê sông Hồng qua các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng Phúc Thọ, Sơn Tây Thanh Trì, Gia Lâm Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Kiếm và Đông Anh đã được cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt trượt. Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội qua Long Biên vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 đạt 10,50m, tương đương với mức báo động 2. Đêm ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ký ban hành lệnh báo động lũ trên sông Hồng. Sáng nay ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên sông Hồng tại Hà Nội lên mức trên báo động 2. Trước việc nước lũ trên nhiều sông qua Hà Nội tiếp tục lên cao, cơ quan chức năng đã cấm người và phương tiện qua một số cây cầu và tuyến đường ven đô. Theo cơ quan chức năng, vào lúc 1 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,60m, trên báo động 2 là 0,10m. Tiếp đó, lúc 7 giờ là 10,70m, trên báo động 2 là 0,20m, và dự báo tới lúc 13 giờ cùng ngày là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m. Nước lũ trên sông Hồng qua Hà Nội đã vượt báo động 2 đang gây ngập lụt nhiều khu vực, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như nguy cơ sạt lở đất ở vùng ven sông. Nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng Phúc Thọ, Sơn Tây Thanh Trì, Gia Lâm Long Biên, Tây Hồ Hoàng Kiếm, Đông Anh. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện như Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai Long Biên, Thanh Trì Đông Anh, Gia Lâm và các đơn vị chức năng, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 2 với cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong lúc nước lũ đang lên rất cao, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo cấm toàn bộ người và các loại phương tiện di chuyển cả hai hướng lưu thông qua cầu Đuống từ 22 giờ tối ngày 10 tháng 9. Tương tự, cầu Long Biên cũng cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu cả hai chiều. Cùng với đó,
ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy tàu qua cầu Long Biên và cầu Đuống nhằm đảm bảo an toàn vận tải. Về phương án thay thế qua cầu Long Biên, phương tiện lưu thông theo các cầu Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, lệnh cấm người và các phương tiện đi qua hai cây cầu trên sẽ được dỡ bỏ cho tới khi nước lũ trên sông Hồng và sông Đuống rút và đảm bảo an toàn. Ảnh hưởng của mưa lũ cũng gây ra tình trạng ngập úng tại nhiều vị trí trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long cả hai bên và khu vực một số hầm chui dân sinh. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã có những điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến. Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long bên phải tuyến từ km số 7, lối vào nút giao hầm chui đường sắt, đến km 10+350, lối ra nút giao khu đô thị An Khánh. Từ km số 20, lối vào nút giao tỉnh lộ 80, đến km 28+300, lối ra nút giao khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Phía trái tuyến đường gom đại lộ Thăng Long, các phương tiện không được di chuyển từ km 16+500, lối vào nút giao cầu vượt Sài Sơn, đến km số 7, lối ra nút giao hầm chui đường sắt. Từ km 28+300, lối vào nút giao khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, đến km số 20, lối ra nút giao tỉnh lộ 80. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc đại lộ Thăng Long. Tốc độ tối đa cho phép 40 km/h. Sáng 10 tháng 9, trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp khẩn với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về công tác ứng phó với lũ lớn trên các tuyến sông qua thành phố Hà Nội đang vượt báo động 2 và 3. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, hiện nay mực nước trên các tuyến sông ở Hà Nội đều đang ở mức báo động. Cụ thể, mực nước sông Tích, sông Bùi, sông Cầu, sông Đáy đã vượt báo động 3. Mực nước các sông Nhuệ, sông Cà Lồ đang ở mức báo động 2. Đối với mực nước sông Hồng, lúc 9 giờ sáng 10 tháng 9, tại trạm Thủy Văn Hà Nội, khu vực cầu Long Biên đang ở khoảng 9,2m và còn 30cm nữa thì đạt báo động 1. Với tốc độ hiện nay, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy Văn Hà Nội có thể đạt báo động 1 vào trưa cùng ngày. Trước tình hình nước lũ trên sông Hồng đang lên cao, ngay trong đêm qua, quận Ba Đình đã sơ tán 35 hộ dân với 55 nhân khẩu ở khu vực chợ Long Biên đến nơi an toàn. Đặc biệt, theo nhận định của cơ quan chức năng, trong 24 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn kết hợp mực nước sông lên cao, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, bãi nổi ngoài đê với thời gian kéo dài, độ sâu ngập từ 0,5 đến 1 mét, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê, vùng ven sông Đà, sông Hồng, sông Cầu, sông Đuống, sông Đáy, sông Cà Lồ. Trong đó, cần chú ý khu vực sông Hồng, sông Đuống nguy cơ cao ngập ven bờ bãi Phúc Xá, Ba Đình, bến đò Ngọc Lâm, hai bên bờ cầu Long Biên, chân cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, phía sau chợ Long Biên, khu vực Đình Chèm, Bắc Từ Liêm. Làm rõ thêm tình hình ngập lụt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức cho biết, hiện nay, mực nước sông Bùi qua địa bàn huyện đã trên mức báo động 3. Nước lên nhanh khiến đê Bùi 2 bị tràn. Hiện có 5 xã với 9 thôn, 450 hộ dân và 1.200 nhân khẩu bị ngập. Huyện Chương Mỹ đã sơ tán 361 hộ ở 4 thôn. Lãnh đạo huyện Chương Mỹ cũng cảnh báo, nếu mưa tiếp diễn, dự kiến trong 2 đến 3 ngày tới, nước sông Bùi sẽ lên 7,4 mét và nguy cơ ngập ở 22 thôn của 8 xã. Số nhân khẩu dự kiến bị ngập khoảng 3.500, tương đương 2.800 hộ. Địa phương đang chỉ đạo các xã thực hiện phương án ứng phó 4 tại chỗ, trong đó bảo đảm nhu cầu về thực phẩm, thuốc men cho người dân, ông Nguyễn Anh Đức cho biết. Cũng là một trong những vùng rốn lũ của Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, mực nước sông Tích hiện cũng lên vượt mức báo động 3, gây ngập úng tại 5 xã với 117 hộ với 427 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Một số trường học ở các xã Tuyết Nghĩa, Đông Xuân đang bị ngập, học sinh chưa thể đến trường. Nước mực nước sông Tích đang tiếp tục lên, số hộ bị ngập sẽ gia tăng. Huyện đã lên phương án sơ tán người dân, kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các cây cầu và đánh giá nguy cơ sạt lở đất tại một số xã vùng đồi núi. Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm. Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ,
công tác đảm bảo an toàn cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Đề nghị các sở, ngành, quận huyện, thị xã tuyệt đối không chủ quan, ứng phó mưa lũ theo tinh thần từ sớm từ xa và sẵn sàng các phương án theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương tiếp tục tổ chức ứng trực, nắm bắt tình hình xả lũ để thông tin kịp thời đến người dân tại các địa phương ven sông biết, chủ động phòng tránh. Cùng với đó, các địa phương kiểm soát chặt chẽ các điểm dân cư ven các tuyến sông, khu vực bãi giữa, lên phương án và biện pháp để kiên quyết di dời, tuyệt đối không để thiệt hại về người. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản. Đặc biệt, để đảm bảo đời sống người dân ở vùng lũ lụt, yêu cầu Sở Công Thương và các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát nguồn cung thực phẩm để phục vụ người dân, sẵn sàng hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho người dân trong trường hợp bị ngập lụt, chia cắt do nước lũ. Ngày 10 tháng 9, Bộ Ngoại giao phát thông báo về việc đề nghị Trung Quốc phối hợp trong công tác phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả do bão Yagi, còn gọi là bão số 3, gây ra. Cụ thể, trước tình hình thiên tai, bão lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, ngày 9 tháng 9 năm 2024, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao đổi với đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị Trung Quốc phối hợp chặt chẽ trong phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Đồng thời, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã khẩn trương làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đề nghị có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại lưu vực sông Hồng. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã có công hàm đề nghị Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ lượng nước trên thượng nguồn sông Hồng đổ xuống hạ lưu, điều phối các cơ quan chức năng giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn và thông báo kịp thời về thông tin cụ thể thời điểm xả nước, thời gian và lưu lượng xả nước. Theo thông tin cập nhật từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, sáng ngày 10 tháng 9, phía Trung Quốc cho biết, trước mắt hai nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Hồng không khởi động xả nước, cũng không có kế hoạch xả nước. Các nhà máy thủy điện dừng vận hành để tiến hành ngăn lũ, tích nước. Để phối hợp hiệu quả với Việt Nam, phía Trung Quốc đang điều phối các hoạt động với các bộ ngành liên quan. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, cập nhật kịp thời thường xuyên thông tin về tình hình lũ lụt tại các địa phương ở Trung Quốc, có ảnh hưởng đến các địa phương của Việt Nam. Đồng thời, phối hợp trao đổi thường xuyên với sở tại nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền Bắc. Trước đó, trong diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 9, phía Trung Quốc thông báo cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc về việc 3 tàu kích thước lớn, không rõ quốc tịch, số hiệu bị đứt dây neo trôi dạt về phía Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã khẩn trương thông báo cho các cơ quan chức năng, địa phương liên quan để triển khai các biện pháp ứng phó. Đến ngày 10 tháng 9, cả 3 tàu đã được hai bên kiểm soát để không gây nguy hại cho các công trình giao thông.